Báo Italiti ngày 22 tháng 8 dẫn nguồn tin thân cận chính phủ Phần Lan và NATO cho hay, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt đang có kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp khoảng 4.000 đến 5.000 quân ở Mikkeli, đông nam Phần Lan. Mikkeli cách biên giới Nga khoảng 140 km. Lữ đoàn sẽ bao gồm quân NATO từ các nước láng giềng Thụy Điển và Na Uy. Chính phủ Phần Lan đã nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai binh sĩ NATO từ các quốc gia khác để tăng cường khả năng răn đe Nga. Quyết định thành lập trụ sở quân sự của NATO ở Mikkeli dự kiến được công bố chính thức trong những tuần tới. Phần Lan từ bỏ chính sách trung lập và trở thành thành viên NATO vào tháng 4 2023, viện lý do lo ngại về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích và cảnh báo của Moscow.